Dạ, em kính chào quý cô bác đã quay lại với kênh Đổ Thay Nhà Đất Bình Phước ha. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho cả nhà mình một mảnh đất kèm nhà ha. Và mảnh đất kèm nhà em muốn giới thiệu với cả nhà mình là hướng Đông Bắc nha cả nhà. Và miếng đất của em giới thiệu với cả nhà mình ấy, thì chiều ngang là 12 ha. Một bên sâu 58 và một bên sâu 62. Trên đất có 100 mét thổ cư ha. Dạ, và giá bán của ngôi nhà mà em muốn giới thiệu với cả nhà mình là 420 triệu nha. Thì trước tiên em sẽ xin phép giới thiệu về cái địa chỉ của ngôi nhà em giới thiệu và con đường ha. Cái ngôi nhà mà em giới thiệu với cả nhà mình á thì nằm tại là ấp Tân Bình, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha cả nhà. Và mặt tiền của cái ngôi nhà là mặt tiền đường bê tông ha. Và trên cái mặt tiền bê tông đó là sẽ có đường nhựa dẫn vào chạy thẳng vào tới đất của mình luôn nha. Dạ đây, đây theo hướng của tay em chỉ từ đây chạy lại cái ngôi nhà em giới thiệu với cả nhà mình là rơi vào khoảng 200 mét nhé cả nhà. Và cũng đồng thời là con đường này dẫn xuống chợ Tân Thành luôn ha. Là đi qua Tân Tiến là xuống Tân Thành nhé cả nhà mình. Còn đây là em đang đứng ngay cái ngã ba. Con đường này là chạy ra đường chợ trung tâm Thanh Hóa và là của huyện Bù Đốp mình ha, rơi vào là 4 km nhé cả nhà. Ở đây sau này sẽ mở một con đường chạy thẳng ra chợ Tân Tiến luôn. Còn ở đây là sẽ có nhà trẻ và khu gia đình nhé cả nhà mình ha. Dạ, và cũng như ban đầu em giới thiệu á, cái miếng đất của mình nằm ở hướng Đông Bắc nhé cả nhà. Và bây giờ em sẽ cho cả nhà tham quan qua cái sổ và tí nữa mình sẽ vào ngôi nhà để em quay kỹ lưỡng cho cả nhà mình tham khảo ha. Đây ha cả nhà mình ha, đây là cái hình sổ này là sổ đỏ chính quy nha. Chủ đang để ở nhà hôm nay anh đưa nhờ cho bạn em quay ngôi nhà nhà cho anh ha. Đường như bạn em đã nói là như ban đầu là 12 mét này cả nhà. Nở hậu ra là cả 20. Cái này là được 24 mét luôn đó cả nhà mình. Đó mà chiều một bên là 58 và một bên 62 này. Và đất của mình cũng nằm trong địa chỉ như ban đầu em giới thiệu á, là ấp Tân Bình, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ha. Trên đất đã có sử dụng 100 mét thổ cư này cả nhà. Dạ vâng. Bây giờ cả nhà cùng theo chân em đi xuống cái ngôi nhà để mình tham quan ha. Dạ đây, em chào quý cô bác anh chị ha. Em đã tới cái nhà mà như ban đầu em giới thiệu với cả nhà mình nhé. Em sẽ phóng xa từ cái ngã ba lúc nãy em đứng, cả nhà mình quan sát giúp em này. Là em đứng ngay từ cái ngã ba đó ha. Và bây giờ em cũng như ban đầu em giới thiệu là từ cái ngã ba đó chạy lại cái ngôi nhà mà em giới thiệu với cả nhà mình nhé. Là rơi vào khoảng 200 mét nhé cả nhà. Và như ban đầu là cái mặt tiền đường bê tông này của mình là mặt tiền bê tông nhà nước làm nhé cả nhà, chuẩn 3 mét và độ dày là 20 phân ha. Có đường điện 3 pha ở trên đầu mình luôn ha. Ở đây đường nào là xe lớn, xe nhỏ đi vào được đầy đủ luôn nhé cả nhà mình nhé. Và bây giờ em sẽ chỉ cái ranh giới đầu tiên của cái miếng đất 12 mét, một bên sâu 58 và một bên sâu 62. Trên đất có 100 mét thổ cư và chủ bao sổ sách cho mình luôn nhé các anh chị. Đây là cái ranh giới đầu tiên ha. Dạ ranh giới đầu tiên này cái mặt tiền 12 mét chiều ngang này là mặt tiền bê tông nhé cả nhà. Và xung quanh cái ngôi nhà mà em giới thiệu với cả nhà mình á là được vây rào kiên cố hết rồi ha cả nhà mình ha. Có cổng rào hết rồi nè. Và trên cái trước cái mặt tiền của mình á là đã được trồng một ít cây xưa, nhưng mà tổng cái cây xưa ở trên cái mảnh đất của mình á là rơi vào khoảng gần 20 cây nhé cả nhà. Và trị giá của cây xưa là đang được giá cả thị trường trả và rơi vào là 1 triệu một cây nhé cả nhà. Còn đây là em đã đi tới cái ranh giới thứ hai ha. Đây thẳng cái này là chạy xuống là được sơn 62 mét nha cả nhà. Và cái con đường này á, là đường thẳng, thông thẳng là đường Tân Tiến, Tân Thành nha cả nhà mình. Dạ thì cái ngôi nhà mà em muốn giới thiệu với cả nhà mình là hướng Đông Bắc nha cả nhà. Và giá bán của ngôi nhà là 420 triệu ha.
Nếu mà mình từ thành phố mà chạy lên trên ngôi nhà em giới thiệu với nhà mình á, thì rơi vào khoảng từ 180 đến 190 km tùy theo khu vực của mình đi ha. Từ Bình Dương mà chạy lên á, là sẽ rơi vào từ 120 đến 140 km ha. Còn từ Trơn Thành, Bến Cát, Bình Long, Lộc Ninh chạy theo quốc lộ 13 và tới ngay trung tâm của Thanh Hóa. Từ Thanh Hóa mình sẽ chạy vào tới ngôi nhà mà em giới thiệu với cả nhà mình là rơi vào 4 km nhé cả nhà mình ha. Bây giờ em sẽ đi vào trong để em quay. Cái ngôi nhà gồm một phòng khách và hai phòng ngủ. Và có hẳn một cái gian mọi người xây rộng ra để cho mình để đồ đạc và các thứ này. Dạ đây, đây là em đang đứng trước ngôi nhà của mình ha. Bên đây mình gọi là cái hông, mọi người có hay gọi là chữ L á cả nhà mình. Đó, ở đây được làm nhà kho và các thứ là kiên cố hết rồi. Để cho mình để vật dụng hay bất cứ cái gì là rất chi là thoải mái luôn. Dạ thì đây là do chủ là quên không mang chìa khóa ha, nên em không thể mở được nha cả nhà. Nhưng ở trong cả nhà mình có thể quan sát này, gạch rất là đẹp luôn nhé cả nhà mình. Đó, phòng sạch sẽ luôn ha. Ở trong là sẽ gồm một phòng khách và hai phòng ngủ ha, và có một phòng bếp luôn. Và trên cái ngôi nhà mà em giới thiệu với cả nhà mình nhé là có một giếng khoan và một cái ao đằng sau đuôi nhé. Bây giờ em sẽ đi về phía sau em giới thiệu cho cả nhà mình tham khảo ha. Đây là cái cửa mà ở đằng sau nhà mình đi ra này. Và đây là em đang đứng ở đây, em quay ra ngoài vườn. Đó là cái giếng cả nhà mình, gọi là cái giếng đào á. Ở đây thì có luôn cả một cái nhà, đây là nhà tắm luôn ha. Đó, có các thứ do ít sinh hoạt. Ở đây có một cây chanh bắp cực kỳ nhiều trái luôn này cả nhà mình. Đó, và có cái chân bồn nước đang để lại hết cho mình luôn này ha. Đó, và em sẽ có thể quay cho mình cái hàng xưa. Cái hàng xưa này là cực kỳ là lớn luôn. Xưa mà to cao được thế này là phải trên 10 năm tuổi rồi nhé cả nhà, nên là cực kỳ là to luôn. Đường sau đất của mình thì có trồng tiêu rồi ha cả nhà mình ha. Dạ thì cái ngôi nhà mà em giới thiệu với cả nhà mình á, thì nằm hướng Đông Bắc ha. Thì mọi thông tin chi tiết cả nhà mình xin liên hệ với em qua số điện thoại là 032 9393717 ha. Đây cũng là số điện thoại và số Zalo của em nha. Mọi thông tin chi tiết thì cả nhà mình xin kết bạn Zalo với em để em có thể trao đổi về sổ sách và các thứ cho mình để mình tham khảo luôn nha cả nhà mình. Đây là em đang đi xuống cái vườn cả nhà mình, đằng sau vườn của mình cũng được rào bằng lưới B40 này, giáp với cây nhà hàng xóm kế bên. Đây là cái lưới B40 ha cả nhà mình ha, là được rào hết đất của mình luôn ha. Còn bên đây, ở trong đây là phạm vi trong cái vườn của nhà mình. Đây là vườn tiêu đằng sau nhà của mình này cả nhà mình. Đó, em sẽ đi về phía sau và sang bên hông này luôn ha. Đây ha, đây là cái hàng hông bên nhà của mình cũng có được rào lưới B40 luôn nhé. Bây giờ em sẽ đi xuống phía dưới, em quay cái vườn cho cả nhà mình tham khảo ha. Do cái này là do không có người ở nên là nó sẽ hơi rậm rạp một xíu nhé cả nhà. Đất ở đây gọi là đất sỏi pha, đất sỏi cơm ha cả nhà mình ha. Đấy là cực kỳ tờ cỏ, dưới đây tốt lắm cả nhà mình ơi. Em sẽ đứng thế này em phóng về xa cho cả nhà mình tham khảo thôi ha. Thì cũng như ban đầu em giới thiệu đó, ngôi nhà của mình là hướng Đông Bắc nha cả nhà. Đó, và chiều dài, chiều ngang của miếng đất đó là 12 m, sâu xuống một bên 58 và một bên 62 nha. Và hướng nhà của mình là hướng Đông Bắc và giá nhà là giá 420 triệu, có bao sổ sách cho mình luôn ha. Dạ thì mọi thông tin chi tiết cả nhà mình xin liên hệ với em qua số điện thoại là 032 9393717. Đây cũng là số điện thoại và số Zalo của em ha. Dạ, thì cái miếng đất của mình á, em như em nói là ở ấp Tân Bình, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ha. Trên đất là cả nhà mình lưu ý giúp em là có hơn gần 20 cây xưa này. Có một cái giếng đào và một cái ao á, đó. Và là chủ có bao sổ sách cho mình. Và cái sổ thì chưa hề, sổ chính thức là chủ đang cầm trên tay luôn ha. Mình có thể sang tên công chứng trong ngày luôn nhé cả nhà. Dạ thì em cũng quay sơ lược từ trong ra ngoài, cụ thể nãy giờ cái ngôi nhà cho cả nhà mình tham khảo rồi. Em cũng xin phép tạm dừng video tại đây ha. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi video của em. Em cũng mong cả nhà ủng hộ và có thể đăng ký kênh để em có thể làm những video hay và chất lượng hơn ha.